Chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ là 7 giờ 14. Mình bắt đầu công việc. Buổi sáng hôm nay mình sẽ sửa một vài chiếc bếp từ đơn. Bạn nào muốn tham khảo thì theo dõi video nhé. Trời thì đang như bắt đầu mưa mưa. Bắt đầu lồm ẩm các bạn ạ. Một đống bếp từ đơn này mình gom lại của mọi người ở quê. Gửi hôm nay mới có thời gian ngồi để làm, để xem có làm được buổi tháng này xem làm được bao nhiêu con. Buổi chiều tạnh mưa thì hôm nay con mình nhìn nó về muộn, hay là đang tranh thủ muộn đấy này, đi Đông Anh. Ôi dồi ôi, con này bẩn kinh không, đã có người thay ấy này, hơi phím này. Ôi dồi ôi, chả có tí ốc nào ở dưới à. Đây, bếp đấy, bếp người mọi người ở quê mình đấy, chỉ biết dùng thôi, sau đó là không dùng nữa thì góc ở đó bẵng đi, hàng thời gian sau bắt đầu cần để dùng thì lại đem đến đấy, đem ra ấy. Chúng ta sẽ nhìn này, chỉ biết quá bẩn thỉu này, làm nó lâu, bò này thì làm kiểu gì bây giờ. Thế mà con này thấy bảo vệ chạy ngắt biết gì sao nhỉ, hay là chạy lâu sủi sao ấy. Thế bảo thế thì thử lại thử cái, quên mất đấy, chưa thử đã bao tháo ra rồi. Cái bếp này ngày xưa lâu rồi nhỉ các bạn nhỉ, bếp kiểu này này. Thì đầu tiên cứ ghim qua bóng đèn cái cho nó chắc ăn. Nhiều con đem đến này này cắm trực tiếp nó lổ đục luôn, bởi vì nó bị chập công suất. Chập công suất nhà khách nhưng mà át nó nhảy. Cái bếp này led nó hiển thị mờ lắm mọi người ạ. Vẫn bấm được ok. Đấy, vẫn phát xung, vẫn bắt xuân nổi ok nhá. Cắm trực tiếp xem nào. Vẫn nấu bình thường đây các bạn. Thế mà đem đi sửa, họ bảo lâu sủi thức gì, mình nhớ là họ bảo thế. Thôi phải làm lại mạch, mạch bẩn lắm. Cứ làm lại rồi kiếm thu nhập các bạn nhá. Quan tâm ba phím, bật tắt, tăng giảm, còn những cái khác mình không quan tâm đâu. Mình sửa theo kiểu tiết kiệm thời gian, và bản chất là khách hàng chỉ cần những cái phím như thế thôi. Mình đã nói rất nhiều rồi, nhiều ông thì bảo là có vài cái phím thì thay nốt cho người ta thế này thế kia, bảo nếu mà mình làm một con thì không nói, đây mình làm quá nhiều con thì tất nhiên là mình làm nhanh thì mình sẽ lấy giá rẻ, các bạn hiểu vấn đề không? Còn các bạn mà có thời gian thì các bạn làm thay hết cho người ta thì các bạn sẽ lấy cao hơn. Đấy là khi các bạn mà cả buổi sáng các bạn làm một con này. Ôi rồi cũng đã làm mạch điện, ôi rồi đã hàn ghê không, thôi kệ thôi, khắc phục. Mình nói qua cho mọi người cái con này mình sẽ làm gì nhá. VR rất là dỉ chân nên mình sẽ thay cho con VR khác. Mình sẽ thay VR, mình sẽ chỉnh lên tầm 8A cho người ta, bởi vì người ta bảo nấu lâu sủi. Nhưng mà lâu sủi khả năng chính là cái lỗi này không? Cái chân cái con R săn này, mối hàn bên này thì hàn rồi, người thợ trước họ hàn rồi, nhưng cái mối hàn bên này nó đang muốn thủng ra rồi. Thì không khi nó chạy thằng nó lâu sủi, tức là nó cứ chạy không nó chả ấy. Con này nó không báo lỗi các bạn ạ. Con này nó không có led bảy đoạn báo lỗi gì cả. Mọi người người ta bảo là nấu nó lâu sủi, người ta bảo thế thôi các bạn nhé. Nhưng mà thử như thế ok, tóm lại mình sẽ hàn lại hết. Xử lý chỗ này và cái bàn phím nó bẩn như kia nhưng nó vẫn ok, mình cứ để nguyên nhá. Lỗi phím tính sau. Xử lý những cái chỗ này khả năng là đấy, cả các con này nữa này. Con điện trở 120 ohm hoặc 100 ohm này này. Cấp nguồn cho driver ấy, mình thấy nó dỉ và thợ trước họ câu bằng dây ấy, nhưng mà sợ nó đứt ra thì nó nội trở con này tăng răng lên này. Nội trở con này tăng lên, nguồn cấp cho driver yếu thì đôi khi nó ăn dòng rất yếu. Các bạn ạ. Rồi con DZ 18V này như đang dỉ sắp muốn chập này, thôi tôi cắt bỏ luôn nha. Đây là cái bếp phải sửa tận dụng cho người ta, nhưng mà bên ngoài đẹp vãi. Bởi vì bên trong họ để ẩm thấp, dán làm tổ mà. Đã đem đi sửa đâu rồi, không phải chỗ mình, không phải mình nhá. Đã xử lý một số chỗ. Thay con VR và vặn VR ở mức giữa nha các bạn. Và cho nó chạy, cho nó sủi cái nước này nhá. Nồi nước mình vừa mới lấy đấy, để mấy hôm vừa rồi không sửa bếp từ nên để nước toàn tự cạn rồi. Bật nó ở cái mức này này. Đó. Không bật cái lửa này nên mất hết cỡ nha. Mình đang chỉnh mức ở giữa đang 8.1, 8.2A, cứ để thế. Đó, cho nó chạy. Trong thời gian nó chạy đấy để chờ nó sủi cái nước kia xem mức độ nó như nào.
thì mình sẽ tháo cái bếp support này ra. Cái bếp support này ra của một cái anh ở một công ty. Công ty mình hay sửa chữa máy cho họ ấy. Mình sửa nó lâu hết rồi đấy, chết công suất. Nên là anh ấy bảo là giờ về dùng ok lắm, dùng ngon cực. Như đợt vừa rồi lồ mẩm hay là vợ đem ra chạy thì đang chạy nó lổ. Chắc là để mình bảo là chắc là để ẩm quá, anh phải để cất túi ni lông, nhưng mà anh cứ vứt ngay dưới gầm mặt của gầm cầu thang, phòng cầu thang ở chỗ phòng bếp ấy. Thế thì nó ẩm thấp thì kiểu gì nó đấy. Nên mình bảo anh ấy lần sau sửa được ấy, anh không dùng thì tốt nhất là anh lau sạch đi, đút vào túi ni lông thì nó sẽ tăng được cái độ bền hơn nhiều, chứ để ra ngoài môi trường như này thì kinh lắm. Mình đang không có cái đầu tô vít để tháo cái này như này. Nó lại dùng lục giác cái này. Thì thay sự hết cái ốc này đi, toàn ốc lục giác các bạn ạ. Mình ghi ngày sửa trong này mà các bạn. Đây này các bạn này. Quá lâu rồi chứ các bạn. Hơn năm rồi. 15 tháng 1 năm 23 nha. Mình nhớ là mình sửa anh ấy khá lâu rồi. Đây này, con này ngon lành lắm mọi người nhá. Mình sẽ để như này cho người ta nấu cho nhanh. Tất nhiên mình bảo là có thể giảm công suất xuống là ấy một chút nha. Mình đang để về ở mức giữa đấy. Như này chắc ăn được tiền rồi các bạn nhé, nó sủi như kia cơ mà. Về phần cảm ứng, phần phím mình chưa động tí nào. Mình chỉ có tháo ra mình tra dầu nhớt vào mấy phím thôi, và 3 phím thôi các bạn ạ. Xem nó có nóng không? Chả gì cả luôn, ok. Nắp con này để bắt đầu chuyển con sửa con công suất kia nhá. Đây này, không rõ là như nào, dùng VR bị ngược. Nhưng mình đẩy để mức giữa ok luôn nhá. Con này Supo đời sau nó chạy mâm dây nhôm các bạn ạ. Sửa cách đây 1 năm. Ở đây sửa miễn phí cho cái anh này. Anh này là một trong 3 ông bỏ tiền ra gọi là cổ phần thành lập cái công ty đấy, công ty Hưng Phát ở khu công nghiệp Quang Minh. Chính là cái công ty mà vừa hôm nọ mình đi lắp cái máy khoan cần mà mua xiết lạ đấy. Mua xiết lạ của tức là có một công trong công ty Tràng An đấy. Đây là công ty này nó nằm trong công ty Tràng An, thép Tràng An đấy. Cái công ty trong công ty Tràng An đấy nó cho rất nhiều các công ty khác thuê nhà sửa, thuê sửa mặt bằng đấy. Thì cái công ty Hưng Phát này cũng thuê trong đấy lâu lắm rồi. Mình là người lắp điện, hệ thống điện cho công ty này ở hai chỗ. Tức là ngày xưa ở cái chỗ chật, sau đó lại chuyển xuống chỗ mà có cẩu. Tức là trong xưởng có cẩu ấy. Mình là người lắp hệ thống điện. Tức là lắp đường điện các thứ ấy các bạn ạ. Trong đấy có một công ty nữa là chuyên bán phôi. Tức là ví dụ như là có các công ty mà muốn đặt cái phôi kích thước này thì cái công ty đấy sẽ cắt những cái cục sắt to ra để bán. Thế là cũng năm vừa rồi suy thoái thì khách hàng của cái công ty đấy mua phôi mua sắt thế là lợ tiền. Thế là chả làm ăn được, thế là giải thể. Giải thể là tiền lợ phôi sắt đấy là cái công ty kia mới đến siết lợ, tức là lấy cái máy khoan cần ấy. Lấy máy khoan cần về vứt nhà xưởng, sau đó là cái công ty Hưng Phát này đang cần máy khoan cần nên là sang hỏi mua các bạn nhé. Phải mưa hay đem về, hay là mình là người trước Tết đấy, không mà chả biết hôm hai mấy Tết đấy, mình là người lắp điện cho cái máy khoan cần đấy. Cái anh này
dưới Hà Nội. Ngày xưa ở công ty ITSV cũ của mình, anh này là đứng máy CNC nha. Đứng máy ra công CNC, sau khi công ty mình giải thể, giải tán, bọn Nhật nó không đầu tư nữa, nó chuyển sang Thái. Dạ. Cháu cắt xong rồi đây chú. Ông chú, ông sang ông nghe lấy cái máy cắt gạch. Hôm vừa nọ mình mượn máy của ông ấy để xử lý trên tầng 3 nhà mình, nó lại kích nốt cái tầng nữa. Tức là cái phòng nó đấy, các bạn nào mà đang sắp xây nhà hay là trên phía trên tầng ấy, cao nhất ấy, thì các bạn lên để bảo thợ nó làm gạch nát lên ấy, là cắt hở ra tầm khoảng phân gần phân mà ở dưới tường ấy, để gió giãn lở nó không bị kích. Nhà mình thì gạch thì mua gạch mài, tức là gạch mép nó, tức là nó lát xong nó mép nó bé tẹo này, thế là lâu ngày lên nó kích. Đây bản thân cái gỗ này của mình nó đang bị kích cao lên đây, nó lâu ngày nó giãn lở mà lúc mình nắp thì không bị kích này đâu, bây giờ nó kích vào nhau nó lưng xử lên, thế là lại phải cắt dọc cho nó rộng ra, nó sập xuống các bạn ạ. Sau nào đi mua xi thì bắt đầu là đổ hòa nước đổ dưới, đổ dưới cho nó giữ lại. Phía trên tầng này nhà mình là nắng nó hắt, buổi chiều nó hắt kinh lắm. Con này lỗi chập IGBT sẽ cháy cổ chì, cẩn thận nó kiểm tra tụ luôn. Xong kiểm tra cả driver, ngày xưa mình cũng sửa, mình cũng kiểm tra driver. Chúng ta sẽ nhìn ngày xưa mình sửa đấy. Con IGBT ngày xưa IGBT mua giã máy này, mình sẽ lấy con IGBT này cho nó ngon hơn. IGBT này là chưa dùng luôn, bò mới bị lỗi liên quan đến mà su lập trình tự tăng công suất, nên là chưa ra thị trường luôn cái bò đấy. Hãng sản xuất bán cho người Việt Nam để bán cho mọi người, nhưng cuối cùng là bị lỗi, thế là người Việt Nam phải bỏ đấy các bạn ạ. À, mất bao tiền của hãng ấy. Không phải hãng Mifa đâu, hãng khác các bạn nhé. Mifa nó còn có một thời một dòng bo của bo Ego chung cơ cũng bị lỗi, tôi cũng loại bỏ cái bo ấy luôn. Ngày nay mà đang chạy mà tụ bị lỗi thì nó sẽ bị lỗi công suất. Còn tụ mà đã lỗi rồi mình chúng ta sửa công suất mà chúng ta không biết đấy, cái tụ này này thì là nó cũng không nhận nồi được đâu, hoặc là nhận nồi kém các bạn nhé, nhưng không đổ công suất đâu. Bây giờ ngày nay là cái cách nhận nồi của nó hơn ngày xưa rồi, chuẩn xác hơn ngày xưa rồi. Ngày xưa nó dùng cổng khuếch đại của LM339 thì nó sẽ không chuẩn xác bằng chính con MSU sẽ nhận diện. Này con bọn này tụ xanh này nó chất mà, chả mấy khi nó lỗi tụ đâu mà. Đa số là do khách dùng công suất lớn quá mà quạt gió bịt chẳng hạn, hoặc là do nó ẩm thấp dẫn tới lỗ công suất. Mọi người ạ, thấy anh này bảo là vợ nó đem ra nó chạy được mấy phút thì nó lỗ các bạn ạ, nó lỗ cổ chì này. Thôi mình sẽ cắt cái đoạn này, mình kiểm tra khối driver nữa, xong thay IGBT và test để xong để chuyển sang con khác, có mấy con nữa cơ. DZ không việc gì, điện trở không việc gì, hai con driver không việc gì. Con này thì mình cũng không thèm đo luôn. Cái con khuếch đại đệm này này, tức là cái xung từ MSU đưa qua nó, sau đó mới đến hai con driver này. Thì hai con driver mình giữ nguyên, nhưng cái con này mình không biết là nó sống hay chết, nhưng mình thay con chân cắm cho an toàn, bởi vì nhiều trường hợp là con ấy bị lão hóa. Bị lão hóa dẫn tới là chết công suất nha mọi người nhá. Còn hai con 8050 8550 đẩy kéo kia ấy, thì giả sử như mà con 8550 con 8050 lão hóa ấy, thì dòng xe không có thì có thể nó sẽ ăn dòng kém hoặc không nhận lồi được các bạn ạ. Còn đâu nó chết chập thì nó mới chết công suất các bạn nhá. IGBT rất ngon đây các bạn ạ. Đó, thay IGBT nữa là táng vào. Con này mình đang nắp bằng con 3904 đấy nhá. Tháo từ trên con này ra này, ba con driver này này. Tóm lại là mấy con linh kiện này nó hoạt động chế độ khóa điện tử. Nhưng hai con driver này ấy, thì nếu mình lắp 3904 ấy, thì mình lại phải thay nó là con 3906 cho thành cặp, chứ không thể nào mà 83904 rồi lại 8550 được. Nó theo cặp đấy. Tăng được cái độ bền, độ chạy ổn định của mạch hơn các bạn nhá. Nhưng sửa chữa đôi khi chúng ta thay linh kiện thật thì chúng ta phải có mẹo. Chúng ta phải hiểu bản chất làm sao để nó tăng được cái sự chạy ổn định nhất. Cũng họ cũng chạy ghê gớm thật đấy các bạn ạ, bởi vì mình
đấy, cái keo chỗ này nó cứng đơ luôn, chứ là nó sẽ rất là nóng các bạn nhá. Mà cái keo tản nhiệt này của mình năm ngoái không biết mình dùng cái loại keo này chưa, tăng hết rồi này, phải lấy đã hết keo đây rồi. Keo tản nhiệt có một bạn xem kênh tặng hôm qua, có bạn lên chơi cũng tặng một túi này, bạn khác không phải bạn đấy, một túi linh kiện luôn này các bạn này. Phím bấm này quá chất luôn này, rắc phích cắm này, IC này, toàn IC logic thôi. Trong này có rất nhiều những con LM259 mấy ấy, rồi những con điều nắp 3,3V vân vân ấy. Rồi IC logic này, rồi dơ le này, rồi thầy anh này, rồi có cả chân sim nữa cơ. Nhiều lắm mọi người ạ, có cái dùng được có cái không các bạn nhé. Thì tí nữa mình trong video mình vừa làm mình vừa nói cho mọi người là cái đồ này ở đâu ra. Này pin này, tụ này, IC này, nguồn iốt xung này, rồi này có cả led này, led bé bé này, này hạt led này, rồi mình nhớ là có cái túi nào đấy nó có cả chân sim điện thoại nữa cơ mọi người ạ. Chả đây túi chân sim ở đâu. Diốt này cho cái mạch book, mình đoán là trong cái module này là họ có mạch hạ áp book, có ICLM2596, có quận cảm, có diốt xung các bạn ạ, 7805 nhiều lắm mọi người ạ. Thì bạn ấy làm cho một cái công ty là chuyên sản xuất thiết bị cho trong người nhà nước, trong quân đội. Nên là có còn có kể bảo là có còn làm cho cả nắp mạch hệ thống phòng cháy, mạch điện phòng cháy chữa cháy của sân bay Nội Bài. Đó lại là nó là công ty của tư nhân hay công ty của nhà nước gì, nhưng mà sự chống lưng của những cái quan chức của vì người Việt Nam. Thế là cũng nghiên cứu, có tất cả bạn ấy là kỹ sư thứ đấy, cũng nghiên cứu chế tạo ra những cái sản phẩm này và nhập linh kiện về để lắp ráp thành những cái bộ hoàn chỉnh ấy. Sau đó là sẽ thương mại ra cho, chủ yếu là không phải cho người dân dùng mà đa số cho của những cái cơ quan nhà nước các thứ các bạn ạ. Nên là cái đồ này là cái đồ hàng tồn, hàng bỏ đi, cũng như cái keo tản nhiệt kia là hàng thanh lý của các công ty đấy. Chúng ta sẽ hiểu rằng là như thế này này, là họ nhập về xong bắt đầu họ sản xuất, sau đó hết cái mô hình đấy thì họ lại chuyển sang mục đích khác, thì là những cái đấy là hàng bỏ. Bạn ấy bảo là công ty rất nhiều cái này vứt bao năm chả dùng, nên là như là rác, quét rác bỏ đi, dọn kho công ty hay là nhiều quá, hay là đem cả túi về cho mình. Tất nhiên là đồ đấy chắc là mất rất nhiều tiền mua từ bên nước ngoài đấy các bạn ạ. Tóm lại nó là rác điện tử nhá, mình đính chính đấy là thuộc thể loại rác điện tử. Đem lên mình thì mình có tận dụng được một số cái các bạn ạ. Đó là cái công ty sản xuất của Bộ Quốc phòng có thứ gì các bạn ạ. Nói tóm lại ấy, là bạn ấy là cũng là người làm trong cái ngành nghề đấy, có công ty đấy, xem kênh ấy các bạn. Đồ đấy thì bảo là công ty thì ngày xưa thì nhập về để sản xuất, sau đó là bây giờ thương mại đặt hàng bên bọn khác sản xuất nó rẻ hơn và nó tốt hơn các bạn ạ. Tức là bây giờ thiết kế mô hình như thế hoặc là thuê cả thiết kế luôn miễn, sau đó là đặt những cái công ty khác làm, sau đó là sản phẩm đấy mới ứng dụng trong cho khách hàng các bạn ạ. Bây giờ đa số thế kiểu kinh doanh ấy. Để kể chuyện cho ngày xưa công ty của mình là công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật công nghiệp Việt Nam, công ty sản xuất khuôn mẫu đầu tiên, khả năng là đầu tiên ở Việt Nam ấy. Không phải đầu tiên mà của Nhật Bản đưa về Việt Nam. Công ty mẹ là của Nhật. Cái này nó hơi xuống này thì có sao nhỉ. Đầu tư vào Việt Nam để sản xuất khuôn mẫu tức là khuôn những cái đời xe máy mới, khuôn ép nhựa ra những cái sản phẩm nhựa của đời xe mới, chủ yếu làm cho Honda và Yamaha, bởi vì là có cổ phần của những cái ông Nhật ở trong Honda và trong IA. Đấy. Mình nhớ hồi đấy Yamaha là 5%, ông làm cho Yamaha sản xuất những cái khuôn mẫu đấy. Sau đó là về người Việt Nam, thời đấy thì công nhân Việt Nam chưa có khả năng trình độ làm, thế là làm toàn làm nỗi.
không ứng dụng, không ok, hay là các giám đốc các thứ cứ đặt được lô khoảng 12 cái khuôn này của cái lô xe mới của Honda này chẳng hạn, thì là đặt sang Trung Quốc, đặt sang Hàn Quốc làm, Trung Quốc Hàn Quốc làm, sau đó là về Việt Nam chỉnh sửa qua loa cái bắt đầu rắn mình là thằng dập mác. Ngày xưa dùng cái chuyện ABC dập cái chuyện là sản xuất tại Việt Nam thế này đấy kia, buồn cười lắm. Cứ còn bán cho các công ty đấy để lấy tiền trên ngành này. Thế sau đó là công ty mình gọi là công ty buôn khuôn, là thành công ty buôn khuôn. Thì đấy, mấy cái công ty người Việt Nam kia thế kìa. Tuy là sản xuất ra các thiết bị điện tử đấy, họ có người toàn trình độ rất là cao đấy các bạn nhá. Nhưng mà đôi khi là họ thiết kế tốt đấy, nhưng mà để mà ra sản phẩm ra thị trường nó quá nhiều bước. Nên tốt nhất là bây giờ họ cứ có khách hàng họ sẽ đi thuê bên ngoài. Còn đâu mấy cái linh kiện kia là ngày xưa họ cũng nhập về để họ làm đấy. Nào nhưng mà hiệu quả không cao. Thế là bỏ, chả làm nữa. Thế là bây giờ linh kiện là dư thừa, bỏ đi các bạn ạ. Chả dùng nữa mục đích gì mà. Thế là vì chả dùng mục đích gì bỏ thì phí. Thế là bạn ấy xem kênh, bạn ấy lấy về bạn tặng mình ấy. Cũng như keo tản nhiệt thế kìa, thanh lý các công ty đấy các bạn. Các công ty họ thải ra ấy. Linh kiện mình hay mua toàn, các bạn thấy mình mua linh kiện theo cân đấy, của mấy cái bạn bán trên Facebook ấy. Cũng là thanh lý ở các công ty này, các công ty kia đấy các bạn. Thanh lý không phải là ai cũng thanh lý được đâu nhá các bạn nhá. Nó sẽ phải có người quen làm trong nhân sự hoặc làm trong bên trong của các công ty ấy. Thế bắt đầu họ có quyết định là thanh lý cái này, thanh lý kia, thì bắt đầu có người thân, người quen họ mới lấy ra được ấy. Hoặc là đôi khi là họ theo kiểu mua trao và trao đổi mọi người ạ. Chứ mình muốn đến tận công ty mình mua thanh lý chả mua được đâu. Mình có quen biết gì người ta đâu mà thanh lý được các bạn ạ. Thôi nói nhiều quá rồi, thôi lắp lại nhá. Đấy, như vậy là con này thì lấy cái cổ chì phải mua IGBT ở đây. Con này chắc không chết nhưng mình vẫn thay nhá. Con khuếch đại đệ mình nói. Đợt vừa rồi mình lại nhập được một ít cây bo này của cái bạn cũng là xem kênh bán vừa cho đấy. Cầu điốt hay IGBT. Bao nhờ bạn này tháo nhôm bỏ đi chuyển vận chuyển cho nó nhẹ. Ngày xưa nó nặng quá các bạn ạ. Lắp nó vào thử. Đang muốn mình chưa lắp hết mâm vội, mình đang muốn lắp nó vào để mình làm cho quạt chạy nhanh luôn nhá. Con này hình như là bật nó quạt nó chạy lờ đờ mà, mình muốn quạt chạy nhanh luôn nhưng mà lắp vào trở lên nguồn. Đây là GND này, đây là 5V này. Ok. Shipper vừa giao hàng. Có cái bạn ở Hưng Yên. Bạn ấy gửi cho mình một cái nồi cơm điện tử của khách sửa từ tháng 3 năm 2023. Thế là mình quên bẵng mất nhiều quá. Thế là bạn cũng trả điện cho mình. Thế là lúc khách đến làm lên và là sửa mà mất tích. Thế là cuối cùng là mình phải bạn ấy điện cho mình. Đấy, mất 18V này các bạn này. À, mất 5V này. Bạn điện cho mình, bạn ấy bảo anh gửi giúp em về để em giả khách. Không thì khách nó đang lên. Thế là mình lại lôi tìm trong đống đồ, thế là tìm ra được. Như vậy là đang chết điện trở cầu chì nhá các bạn nhá. Có 200V rồi này, nhưng mà đi qua con 2V sao này không có. Do đó mà đáng nhẽ nếu mà con tụ này có lọc được ấy, đó là chết cả nguồn cấp trước với củ chuối. Thế là mình tìm rất nhiều người gửi nó tận cái đấy từ nó lâu rồi mà. Nó làm sâu ở dưới, thế là mình tìm cái thùng đồ to lắm. Thế là mình gửi giả bạn đấy để bạn ấy giả khách. Thì hôm nay bạn lại gửi lại cái thùng nhỏ hơn thì mình mới điện cho bạn ấy mà em gửi cái gì. Anh bảo là trong cái thùng đấy thì là có một cái bộ mic của em, nên là một cái bộ lồi cơm thì ông khách chỉ đang cần giả lồi cơm thôi, còn cái mic thì em vẫn nhờ anh sửa. Thế là mình chả biết mình lại gửi lại cả cái bộ mic ở trong cái thùng đấy. Thế là bây giờ bạn ấy lại gửi lại lên bộ mic để lúc nào mình sửa cho bạn ấy. Khổ đấy các bạn thấy không? Mình nha, những cái bạn nguyên bến này là bạn quen của mình ấy. Mà cuối cùng là mình không có khả năng mình làm cho bạn ấy luôn. Mình nhiều việc quá, các bạn là công việc của mình. Mình hay nói vui với mọi người, mình suốt ngày mình sửa bình siêu tốc, sửa điều khiển, sửa đài tiếng nói cho các cụ ở quê mình. Nhưng thực tế đấy là công việc thật của mình. Và cái công việc của mình kiếm tiền ở cái vực mục đích khác nhiều. Mình làm công việc, tức là bản thân cái công việc tự đến với mình, của mình. Mình đã làm không hết được rồi, nên mọi người gửi nên mình không có khả năng nhận làm cho mọi người. Đó là như vậy đấy các bạn ạ. Hôm nay vừa làm vừa tâm sự cho mọi người về cái vấn đề là tại sao mình rất nhiều người cứ bảo cho số điện thoại để gửi cái này gửi kia. Bây giờ nhiều người xem kênh lắm. Nhiều người xem kênh người ta
muốn gửi đồ lắm nhưng mình có nhận đâu. Ô, vẫn sống này. Thế thì cái con tụ kia chết à? Đúng rồi. Vẫn có độ tích tích mà, thế tại sao lại nó vẫn sống như này mà tại sao nó lại không có độ lọc gì? Nhiều trò ghê, đo vẫn sống mà không thấy lỗ thì thôi này lắp lại. Để dò mạch cho mọi người tại sao này đo chỉ trên, ở trên thì có 200V, ở dưới thì không có vô nào. À ôi giời ơi, là rồi, nó cứ vừa nồi vừa nói, hình như con này có cầu trì nhiệt không nhỉ? Không có chứ. Cầu trì nhiệt giữa mâm ấy các bạn. Hình như con này không có chứ các bạn. Làm gì có nhỉ? Nhiều con nó có là nó sẽ như thế đấy. Phải lắp mâm từ vào thì nó mới lên được nguồn các bạn ạ. Để mình xem có đúng không. Không có, đấy là hai cảm biến nhiệt thôi. Mình nhớ là con này không có mà. Thì chỉnh lưu ở đây là có 300V rồi này, à có 200V rồi này, đi qua điện trở cầu trì này, đi sang bên này, đi qua diode này này. Đã đi qua diode này thì tại sao lại không lọc trên con kia kia, thôi cứ thay con tụ kia đi. Và ông mua 500 đồng một con tụ 400V 15mm. Hôm nay sẽ test nó lần đầu tiên nha, nó hơi dài dài. Tụ của Capson này phải tụ đẻo đâu các bạn nhá. Nhưng mà tụ này nó thiết kế là dành cho, nó dành cho ấy hay sao ấy. Liệu cao này có đút được không nhỉ? Dành cho sạc adapter, sạc xe, sạc điện thoại các thứ hay sao ấy. Mình nhìn thì mình cảm giác như thế. Hôm nay lắp thử con này xem có vừa đây được không. Hút đi đi. 15mm thì lọc tốt quá các bạn ạ. Cái con bếp media vừa nãy mọi người nhìn lên là thợ trước họ thay bằng con 22mm đấy các bạn nhé. Con tụ 22mm đấy, lòng nguồn này này. Mình cứ kệ thôi, nó vẫn chạy bình thường, cứ kệ thôi. Nếu mà thay lên 100mm hoặc 47mm, hơi 47mm chịu được. Nhưng mình khuyên mọi người nên thay tầm khoảng 15mm đổ lại thôi. Cao quá nhiều khi nó lạp, nó hay có vấn đề. Này chẳng biết có lựa được không, chắc là được. Vẫn thấp hơn mà. Quấn như thế là vẫn thấp hơn mà các bạn. Đấy, vẫn thấp hơn một chút. Đừng cho nó chạm vào cái con IC không thì nó nóng các bạn ạ. Bây giờ cứ ghim điện test thử xem nó có ra nguồn chưa. Vừa nãy đo nó không có đây, bây giờ đo lại nhá các bạn nhá. Chẳng nhẽ vừa nãy là con, nếu mà bây giờ mà đo mà có, con tụ kia mình đo vẫn có độ phóng nạp nhá. Bây giờ mà đo mà có nguồn 300V ở đây thì vừa nãy là hình như con diode này không thông, và là con điện trở này đang bị hở chân các bạn ạ. Hay là do keo nên chưa dính được. Mình ghim điện này. Đấy, vẫn thế thì như vậy không phải rồi. Vừa nãy đo đây là không có điện áp này. Đấy, bây giờ có điện áp rồi, vừa nãy không có điện áp nhá, nhưng mà sang bên này mới là nó có 300V. Đó. 5V có chưa? 5V không có các bạn nhá. 5V còn đi qua còn lòi nữa này. À đây 8V đấy. Thế 7805 đâu? Đây 7805 đây này. 1 là vào. 1 đích có cái vào các bạn ạ. Không hề có điện áp vào. Chả hiểu, thôi kệ đó. Khả năng là vừa nãy là mình đo mình dính, đánh đây không dính thôi. Các bạn ạ. Chưa, tức là mình đo nó có keo nên không dính thôi, chứ thực tế là cụm đấy không chết đâu. Mình đang chết chỗ khác, bây giờ đang dò cho chúng ta để bắt đầu tìm nhá. Sửa chữa nhiều con đôi khi lại lâu ghê các bạn nhỉ. Thôi chấp nhận thôi. Con 8V là cái con này này. Là con con 8V quay ngược lại á. Từ đây sang đây là chân 4 thì tại sao đo đây là 8V thì nguồn ra đang chỉ có 8V thôi. Nên do đó 5V mất là đúng các bạn ạ, 18V đang đo chỉ được 8V thôi. Là lỗi IC nữa à. Mọi người, thôi để mình làm cho nhanh rồi mình chia sẻ cho mọi người nhé. Một là IC, hai là DZ, thế thôi, không có gì nữa đâu. Chính xác là chết IC nhá. Mọi người nhá.
Tháo IC ra thì đo DZ không sao cả. Này thế là cái bo này lại ở đâu cái bo khác. Cái bo này chứ, mình đã lấy con trên con IC nguồn con bo này rồi. Con tụ 1 mi 50V lọc 1/4, 1 mi này mình cũng thay luôn lên 4,7 nha. Đây các bạn này, ghim điện này. Chả cần đo nó luôn. Để xem quạt chạy không, để xử lý cái đường quạt cho nó chạy nhanh luôn ngay lập tức. 5V ra đây, vừa nãy ở đây là 18V đấy nhá. Đo là có 8V đấy, ở con quận L chặn này này. Con IC nó chết theo kiểu lão hóa hay kiểu gì, tóm lại là như này này. Là cái hôm rồi mà khách đem ra dùng ấy thì không phải nó không khô đẹp như này đâu, mà chắc chắn nó lổm bẩm, nó ướt sũng như này này. Nên do đó nó chạy có sự cố các bạn nhá. Nên do đó nó sốc điện, nó chết công suất và nó chết cái IC nguồn. Và chết theo kiểu không cháy cục trì, điện chạy cục trì các bạn ạ. Con tụ này chả là hỏng đâu. 400V, 50V nó phải mình nhìn cất đi, dùng lúc nào dùng. Đã lắp rồi thì kệ thôi. Còn bây giờ test quạt thử cái xem thế nào. Để xem cái quạt nó chạy như nào để mình chế cái đường quạt nó luôn. Cho nó chạy nhanh luôn các bạn ạ. Mẹo này thì bạn nào cứ theo dõi kênh các video thì các bạn đã biết rồi. Đấy, đầu tiên nó phát nó chạy chậm lắm các bạn ạ. Đây này, chạy chậm đây này. Mình đo cho mọi người là trên quạt là không đủ 18V đâu. Nên nóng lên thì nó mới chạy nhanh đấy các bạn ạ. Mình muốn nó chạy nhanh luôn để tăng cái độ bền cho người ta. Đấy, có 8V rồi, mọi người nhé. 8V này là dây đen, này là dây âm các bạn ạ. À, dây dương. 8V này là dây đen, là dương. Củ chuối chưa các bạn nhé. Để tăng bật phát quạt chạy nhanh luôn. Cho là mát tốt thì tăng được cái độ bền công suất các bạn ạ. Ở Việt Nam thì chơi thế cho nhanh, thiết kế kiểu này thì bền quạt. Cái gì nữa nhỉ? Giảm độ ồn các bạn ạ, nhưng mà không ăn thua ở thị trường Việt Nam. Nhất là trong miền Nam ấy, thời tiết nắng nóng nhiều ấy. Thì mình sẽ làm như nào? Lại nói kỹ cho mọi người nhá. Làm như thế này này. Ở đây là chân quạt với dương đây, đổ sang bên này. Đây là diode dầu xung ngược tới chân C này và dòng chảy từ C đi sang E đi qua điện đi dây qua dây gì để về âm. Đó, và âm của 300V đúng nhá. Thì cực B của nó, đây là có 8000 mở quạt nhá. Mình cũng không cần lật chiều kia đâu, mình nhìn mình biết. Nhá, đây là cực B của nó này. Đi qua con 1K, mình khẳng định đây là con 1K nhá. Đúng luôn, màu đen này, 1K này. Thực ra nó là những cái thiết kế mà biết từ nào nó kiểu như thế mà. Hàn qua con 1K vòng đi đến qua dây gì đến đây chính là chân điều khiển quạt. Do nó được 8V vì nó cứ đưa sung ra đây này, ngắt đưa sung ra ngắt, nên con này cứ mở dậy ngắt dẫn tới quạt cứ được cấp điện để mất dẫn tới là nó trung bình được có 8V thôi. Thế bây giờ mình muốn tích trữ năng lượng của cái sung đấy bằng cách này. Đây là cái dây gì, mình bỏ cái dây gì đi, mình thay bằng con 4148 ở đây nha. Thay bằng con 4148 ở đây đi. Sau đó là đến đây mình sẽ lắp một con tủ lọc về mát để tích trữ năng lượng, sau đó đẩy qua 1K đi ra nhé. Hay là đây này, ở đây có con tụ tích trữ này các bạn nhỉ. Đây con tụ, có thể lắp một con tụ ở đây này mọi người. Đấy, tóm lại là đẩy ra dòng tích trữ trên con tụ 10mm hoặc 47mm, sau đó mình đẩy liên tục ra thì nó sẽ mở liên tục nhé. Các bạn xem video mình nhiều rồi các bạn biết nhé. Sung dương đi ra chỉnh lưu qua con diode sung này nha, cũng trên cái bò mạch vừa nãy. Tích trữ trên con tụ 47mm này. Đó, sau đó là cắt mạch nối từ dương con tụ này đi ra vào chân B nha. Con điện trở 1K ở dưới nha. Cẩn thận thì nhấc con này lên nắp con 220 ohm ở đây hoặc 100 ohm ở đây để chống chết chân chức năng, nhưng mà mình nghĩ là chả là chết ở đâu các bạn nhé. Tóm lại là đẩy ra dương tích trữ đây, sau đó là được đẩy qua 1K để tạo IB để mở chan cho to mở quạt. Sau đó là con này khi về không, do một phần mềm su nó lập trình ấy, về không rồi thì coi như là quạt sẽ không, con này sẽ không mở nữa, thì điện áp sẽ trung bình sẽ thấp, nhưng năng lượng đã được đẩy ra, đã được tích trong con tụ này lại tiếp tục núp ở đây chân này mà su về không ngôn ấy, cái thời điểm về không ngôn ấy, nhưng mà lại vẫn có dòng IB bởi con tụ đã tích điện và đã đẩy ra lùi tiếp, do đó mà quạt sẽ chạy tức là điện áp cấp trên quạt sẽ là năng nhiều nhất. Làm như này là anh chương trình phần mềm là tính toán như thế là đã bị mình thay đổi về hoạt động nhá, cách hoạt động nhá. Chứ mình mà biết viết phần mềm nhá, mình đi vào tát vào trong con mờ su này mà lạp được nó, chứ nó lóc hết rồi thay đổi lại thì buồn cười,
trình độ cao quá các bạn ạ. Mình chỉ làm được phần cứng thôi, còn phần mềm thì bó tay. Đây, kết quả nhá. Đấy, nó chạy rít mạnh hay nó ngay lập tức. Đây, cho chúng ta xem này. Đấy, 18V luôn nhá, 17V luôn nhá. Thì tại sao lúc nào nó chạy nhanh, mới bật thì nó chạy rất chậm nhá các bạn nhá. Khi cái nhôm này nó nóng lên này, con cảm biến nhiệt ở lưng IGBT nó nóng lên thì nó sẽ đưa cái xung ra thời gian dẫn nhiều hơn, thời gian thì ít hơn. Và khi mà nóng quá thì nó mới chạy mắc. Còn bây giờ thì bật khắt chạy mắc luôn. Chạy thì ok rồi nhưng phím có lại có vấn đề. Họ để lâu quá mà các bạn, ẩm thấp mà. Chúng ta nhìn nhá. On này. Bật cái này đánh ra cái đèn này sáng thôi, nhưng mà cái đèn timer này cũng sáng, hay là chả bấm được phím nào nữa cả. Ở đấy bấm được sang cái này. Không bấm được cao công suất lên nữa mọi người ạ. Thôi xử lý cả phím nữa, chắc cả led dò. Còn phím hỏng. Đấy, qua đây chúng ta sẽ thấy là một chiếc bếp từ mà để lâu nó sẽ hỏng hóc nhiều như nào, mà nhất là bị ẩm thấp. Và mình có những cái mẹo sửa chữa làm sao tăng được cái độ bền cho người ta. Nó là tăng độ bền thôi, nhưng mà dính thời tiết nồm ẩm thì vẫn cứ lổ đẹp các bạn nhá. Vừa nãy cái đèn nào nó sáng nhỉ? Cái đèn này nó sáng đúng không? Tháo luôn ra. Tham mơ này. Cái đèn gì nữa nhỉ? Rồi tháo lốt. Đây là gọi là sửa bỏ. Tháo hết đèn. Mình tháo hết led, để lại led ở đây và led ở đây thôi. Đáng nhẽ để led hotspot mới đúng. Cái led này không phải. Và phím trừ không bấm được, nên thay phím trừ. Thì vẫn có đèn nhấp nháy ok, bật on. Vẫn có cái đèn này nhá, như thế nhá, nhìn đáng nhẽ là ở chế độ hotspot này mới tăng giảm công suất ok này. Nhưng vừa nãy phím trừ không bấm được. Đấy, ngày xưa thì mình sửa xong mình cũng chỉnh khoảng tầm 8A mà. 8A mà cái anh này anh ấy bảo là bếp này nó nấu nhanh hơn hẳn cái bếp của cái ông anh bên cạnh. Thế là hỏng thì lại đem của ông anh bên cạnh sang dùng thì thấy nó nấu lâu. Thì đúng 8A trở lổ lên thì nấu ngon lành các bạn nhá. Nên 6,5A còn chạy được bình thường các bạn nhá. Ok. Tiếp tục bếp khác. Còn bếp này như vậy là con bếp này mất thời gian nhiều của mình. Nó còn chết cả IC nguồn, ngoài công suất là chết IC nguồn. Rồi sau đó là mình còn độ chế cho quạt nó chạy nhanh luôn, để tăng được cái sức chịu đựng của phần công suất, tăng độ bền cho người ta. Nhưng mình nói rồi là đôi khi mà thời tiết nồm ẩm cũng xúc, nhưng mấy hôm vừa rồi mà đem ra dùng thì tốt nhất là nếu mà các bạn mà đem ra mà nó ẩm ướt cả bếp bếp ấy, lấy máy sấy tóc mà sấy này, cho nó nóng lên thì dùng cho nó bền các bạn ạ. Không phải chập cháy là lỗ ngay mọi người nhé. Đấy, từ sáng giờ bây giờ là 8:25 được 2 con. Tiếp nhé các bạn nhé, tiếp con media này đi, con media màu trắng trắng này đi, để xem nó bị như nào nào. Vẫn tít được, vẫn bấm được, vẫn chạy vù vù quạt. Em bóng có nhá sáng không nhá. Vẫn nhận lỗi ok, cắm trực tiếp. Dòng rất thấp luôn này. À, như là ở 800. Như này chạy bình thường các bạn. Nhưng ăn có 6A này, 7A này. À, nó lên từ từ các bạn ạ. Con này nó phần mềm nó như thế mọi người nhé. À, liệt phím không giảm được. Chắc là đây là đem đi sửa. Thử lý mấy cái phím cho người ta thôi. Nó bị có một con ốc kiểu gì không xoáy được. Không hiểu con ốc kiểu gì đây. Ở đấy được rồi. Media con cá. Ôi rồi ôi, Kiên ơi là Kiên. 15 tháng 3 năm 2017 đã từng sửa. Thời đấy chưa có YouTube đâu. Phím này. Đã từng nào, đã từng dán làm tổ hay sao, đã từng xử lý phím này. Kinh chưa, hồi đấy mình không rửa mạch bởi vì bản thân ấy là cái bọn này không nên rửa. Tuy nó bẩn nhưng mà nó còn tăng được độ bền. Cái con này chắc chỉ thay mỗi cái phím đấy và cái led của cái 1800 đang mất thôi các bạn ạ.
Còn con này là media con cá ngày xưa chạy biến áp sắt từ, và khi bật điện là cái nó phát xung theo kiểu lên từ từ đấy các bạn nhé. Bo vẫn là chất lắm mọi người ạ, không lỗi giấc gì đâu, chạy ấy này thôi. Ngày xưa không rõ là mình sửa cái gì, nhưng khả năng sửa công suất, bởi vì chúng ta sẽ nhìn cái con cầu chì, nó không zin bản, cầu chì của nó là cầu chì to, ở đây là nắp cầu chì bé. Kệ thôi, tha cha ít dầu vào quạt hay phím và thay cái đèn led là ok con này mọi người ạ. Con này mình nhớ là cái bác, cái bà quả bảo đến là nó bảo là thằng cu nó bảo là nó cứ sủi to, tức là chắc là họ không giảm được, nó cứ sủi to tức là nó điều khiển được, nhưng mà nó cứ sủi to, nó bảo thế. Thấy bà nói thế tức là bà không dùng, mà con cà bà dùng, bà con bà bảo thế các bạn nhé. Nên thay phím thôi, bật tắt này, tăng giảm công suất này nhá, ba con nhá, chúng ta thấy nó rất là dỉ này nhá. Và cái đèn của cái 1008 thì nó cũng không sáng nữa nhá mọi người nhá. Nhưng chúng ta sẽ nhìn nhá, là bật tắt này, tăng này, giảm này. Và cái đèn 18 này thì đo không sáng thì mình lấy ở cái đèn của cái phím này mình lắp sang, dùng mỡ nó dán nó nhá mọi người ạ. Nhưng đây là chính là phím zin của nó. Tóm lại là ngày xưa chắc là mình sửa công suất, nhưng phím nó khó bấm thế nào mình cũng thay ba phím đấy. Nhưng mà những cái phím này là ngày xưa mình mua, do đó mà lâu năm quá nó dỉ xỉn như này luôn. Qua đây chúng ta thấy những cái phím mua chất lượng nó sẽ kém hơn nhiều so với phím xịn của nó nhá. Nhưng phím xịn của nó cũng lâu năm cũng nó cũng hỏng rồi mà. Nên cái phím này thì mặc dù là mình cũng tra dầu nhớt đấy, nhưng quá lâu rồi nên nó thành như thế đấy các bạn ạ. Từ 2017 các bạn sẽ biết là nó lâu như nào rồi nhá. Thôi lắp lại thôi, mở su đấy, thành anh dao động rồi. Ngày xưa là ông anh trai ông làm QC, ông hay đem về cho cái bút, ngày nào cũng có bút ở áo, tay áo ông ấy. Là bút check hàng ở công ty Yamaha, bút sơn đấy nhá, không xóa đâu. Hôm nay thì có cái bút này, mình đã nhiều kiểu bút lắm, xem nó còn thọ được bao lâu các bạn ạ. Con mờ su này rất là hay, khi nó phát xung là nó lên từ từ, chứ nó không phát lên ngay đâu. Mình đang lấy led ở vị trí này nhá. Đấy, xem mức thấp nhất xem nó chạy như nào nào. 3600W các bạn ạ. Thông thường những cái chạy những cái bếp từ 1 van này ở đấy cũng chạy ngắt. Thì khi phát công suất nó tầm khoảng 9-500W rồi các bạn nhá. Ô sao cái phím này này bấm này khó bấm như này nhỉ? Này phải chỉnh lại à. Hết cỡ đấy các bạn ạ. Mình thay phím giống nhau, bên này rất căng bên này đấy. Ô. Bên này khó bấm lên à. Xử lý luôn. Nó là vặn siết của nó ở dưới lên căng một chút, bấm nó dễ hơn các bạn ạ. Đó, lên từ từ đấy. Đấy nha, mình vặn lên 1008 nhá. Và đây là mất cái đèn 1006. Đó, nó lên từ từ kìa. Các bạn thấy không? 7.5A mọi người ạ. Sau này nó chắc là phải hơn đấy, nhưng ngày xưa chắc mình sửa công suất mình chỉ để thế thôi. Mất cái của cái chiên xào, cái nút chiên xào này nhá. À, cái đèn sáng ấy. Ok. Chuyển sang con tiếp theo. Con tiếp theo này thì ông khách hàng ở quê, ông ấy tháo bung bành ra hết rồi, bong hết thế này, bảo là cắm điện nó chỉ lên cái rồi nó không bấm được cái gì cả, không chạy cái gì ấy. Tháo sạch xanh xanh ra rồi. Đấy các bạn ạ. Đây, để phục hồi cho người ta. Đang rơi hết cả kính này, tí để dán cả kính lại này. Bếp này ngày xưa mà cũng bền lắm mọi người ạ. Kính này bong hết rồi. Tí nữa sửa xong rồi gắn kính. Silicon 704, silicon A500 các bạn nhá. Để xem cái này nó bị như nào. Mà người ta đem tháo bung như này. Hình như bảo lâu sủi thế nào ấy. Chắc lại VR cái chiếc toy. Đặt lên ok nhá. On này. Cái này giảm ở đâu nhỉ? Đây. Nhờ phím tốt, lắp phím vào đã các bạn nhá. Phím ok. Chói dầu nhớt vào. Đấy, cái phím chính hãng của bếp từ ấy thì là cái xe này nó là cái loại sắt không dỉ được cái sao ấy. Nhìn rất ok, bên trong nó là nhíp đồng. Còn phím mua chúng ta thì là toàn bằng sắt, bên trong là nhíp sắt các bạn ạ. Để mình xử lý cái này đã.
Mình vừa lắp cái mặt hiển thị vào, mặt điều khiển vào để test xem nó lỗi như nào để sửa các bạn ạ. Tí nữa mới dán keo chứ không thì cứ lật qua lật lại nó bong hết keo. Đây, đang có ý định là lắp cái dimmer để chế cái này để làm cái mâm tháo thay led bóng đèn này các bạn ạ. Bóng đèn chiếu sáng ấy. Đấy, phát xung ok nhá. Thế bảo là chạy lâu sủi thế nào nhỉ? Chạy bình thường đấy. Sao đâu. Cao kinh, ui rồi, nổ đấy các bạn, nổ đấy các bạn ạ. Đó là xử lý VR. Vệ sinh mạch, tra dầu tra nhớt. Có lẽ là chạy. Ông khách ông bảo là lâu sủi. Chắc là chạy ngắt là do VR gì đấy các bạn ạ. Chẳng qua là bây giờ thì mình thử tí thì nó vẫn tiếp được thì nó thế thôi. Còn tí nữa nó tách ra dở. Cái đồ nó lâu làm nó thế mà mọi người nhá. Này, sửa xong chỉnh tầm 8A thôi, nó mới bền. Quá thì nó nhanh chết các bạn ạ. Zin bản nó lên được 8,4A thôi, 8,4A, 8,5A thôi. À, chúng ta sẽ nhìn này. Đây này, chắc chạy tí sẽ chả lên được nữa ấy. Tủ này các bạn, tủ 400V là con 4,7mm vừa nãy đâu lấy luôn. Của con Super, lắp luôn vào đây các bạn nhé. Đi ra vệ sinh qua nó đã. Con tủ kia khoảng cách chân hơi to các bạn ạ, nên lại lắp con 15mm. Vừa mới mua với giá 500 đồng một con, mình mua một mua 200 con là hết 100.000, 200 con hết 100.000. đây chính là bạn khả năng bạn đây thấy bảo là chạy nó lâu sủi mới lại nó ngắt hay là thế nào ấy. Mình thấy mình nhớ thì người ta nói thế thôi, nhưng mà tìm bạn được như này là lỗi rồi nhá. VR cũng thay luôn cả VR luôn. Mười lăm 100.000 200 con này 500 đồng một con mà cắp son nhá. Tủ nó rất là dài, nó bé nó lại dài các bạn ạ. Chắc là nó sẽ bẻ sẵn như này là trong công đoạn nó lắp ráp ở trong ấy đấy, trong sạc điện thoại mình đoán thế. Nhưng lắp đây ok nhá, 15mm hơi ngon đấy các bạn ạ. Để xem nó có chết không, nếu mà chết thì tính sau. Đang kiểm nghiệm nó luôn rồi mọi người. Con Super kia mình cũng lắp rồi đấy các bạn, con Super lắp mình cũng lắp đấy. À, nó chảy axit ra đầy chỗ này luôn này, thì tụi nó bị phùi như thế. Thế mà may mà chưa chết, cũng chưa chết nguồn, chưa chết đấy đấy. Nên bọn IC nguồn ngày xưa này nó ngon hơn IC bây giờ. IC bây giờ chính hãng cũng chẳng thua. Đấy, những con xe máy Honda, con Jim Việt, Jim Phúc Thắng ngày xưa, đến quê mình vẫn có một vài người vẫn đi bao năm mà có hỏng đâu. Nên Jim mua trên thị trường Jim đến 16 triệu thì trả ra hệ thống gì nữa các bạn ạ. Nó nhanh hỏng hơn. Còn xe máy bây giờ cũng như TV, cũng như các thiết bị điện tử khác là theo liên hạn, không bao giờ bền vĩnh cửu như ngày xưa nữa đâu. Ngày xưa là các hãng đua nhau là sản xuất làm sao bền nhất. Bây giờ là các hãng là tính toán là đạt khoảng bao lâu thì nó mới hỏng, nó phải hỏng. Nó đang lứt hết chân nhá các bạn nhá, nó lứt hết chân rồi này, nên mình phải hàn ngấu nó lại để tăng cái độ bền cho người ta luôn nhá. Rồi, cái này là cảm giác như đang muốn đứt cục mọt rồi, thôi con này thay luôn cho người ta luôn đi, không thì ba bữa thì này ối rồi ôi rồi các bạn ạ. Con này là của người quen, sửa của ông người quen, sửa Freel này. Còn con bếp Super kia chắc chắn là mình sẽ lấy tiền. Ngày xưa mình sửa Freel thôi, ngày xưa mình sửa cho cả một cái quạt điều hòa, quạt hơi nước ấy mọi người ạ. Sửa Freel nhưng bây giờ lấy tiền, năm nay suy thoái rồi. Họ đem đi cửa hàng khác, nơi khác họ sửa mất tiền, chẳng qua mình nể lang họ thì mình không lấy tiền thôi. Bây giờ thì không lấy nữa rồi, lấy hết các bạn nhá. Chơi cho quả quần L to đi cho nó kinh.
lắp hơi khó một chút thôi nhưng mà còn là bằng dây đồng. Ui dồi ôi, quần lờ này to lắm, hơi khó làm đấy. Mình còn làm đầu mỏ han được còn cái quần lờ này cơ mà. Nên chúng ta sẽ thấy nhá, bò biết từ hãng không tên tuổi Việt Nam chưa nổi tiếng đâu mà dùng linh kiện rất chất luôn nhá. Đồng xịn 100% nhá, mặt trịch luôn. Đấy, để nó hơi lệch như thế, không chạm vào bất kỳ cái gì cả. Nhiều khi phải lựa mẹo. Quần lờ này không có thì biết vẫn chạy, nhưng mà nhanh chết công suất, hoặc là tạo ra những cái xung nhiễu cho cái thiết bị khác, hoặc là đưa ngược. Tóm lại là cần nó thì an toàn nhé. Quần lờ mà tích trữ rồi để giải phóng năng lượng. Ok, thay lốt con VR nữa, là con điện trở 220 ohm. Nó luôn vặn ở chế độ chuẩn ở giữa đấy các bạn ạ, nhưng chắc người ta đang vặn linh tinh rồi này. Ohm đây, đúng luôn 220R, chân đồng luôn. Thế là có rời vặn VR luôn. VR mãi mãi ở một chỉ số. Đó, VR đấy các bạn ạ. Mạch điện nó sạch sẽ lắm mọi người nhá. Thôi lắp hoàn thiện test thử. Mình đã dán mặt kính đấy các bạn ạ. Đây, dán mặt kính bằng cái Apollo A500 này, mua ở quán nhôm kính. Phải biết là năm mấy hay 60 nghìn nhỉ, 55 nghìn một tuýp đấy, dùng chán chả hết. Và cái chỗ này nó bị hở nên mình đã dán một cái băng dính này. Này, nó đang phòi silicone ra này, nó dán một cái băng dính đây để chống nước cho vào cái vò mặt này nhá, cho người ta nhá. Và mình không có, vì không có ốc nên mình cũng để nguyên thôi, mình có vặn một vài con ốc giữ bò ở trong thôi. Còn cái này về cho họ người ta tự vặn các bạn ạ, để nguyên này cho nó khô. Và con VR thì đang thay bằng con 220 ohm thì không khác gì VR, chỉnh ở mức giữa nhá. Thì với cái mạch này thì nó sẽ ăn và rơi vào tầm khoảng là hơn 8A một chút, tầm 8,4, 8,5A đấy. Với cái bò này mình quá quen thuộc rồi, rất nhiều model media nó dùng. Đấy, các bạn ạ, zin bản của nó đấy nhá. Như vậy là con này do tụ lỗi này, rồi nhiều thứ linh tinh nữa. Nó lâu năm quá nó tự chết mà, các bạn nhá. Và tại sao con tụ này hay, những cái dòng bếp này hay tụ hay bị lỗ, hay bị phồng, hay bị căng như thế? Đó chính là nó có cái xung phản hồi. Nó xung phản hồi ngược, quay trở lại từ cái ấy đấy. Từ cái phần công suất ấy, con này tụ bù vẫn có tác dụng nên ăn 0,12A này, 0,13 các bạn nhé. Con này để nguyên thôi, không thì chuyển sang con khác. Tiếp theo này, một con bếp săn hao khá là đẹp luôn mọi người ạ, đẹp lắm. Và nhà sản xuất họ đã tính cái này nó dày lên rồi, để các ông có để trong ngồi chiếu giải nó cũng hút lên đây được. Thiết kế ok nhá. Còn nhựa thì cứ bỏ bẹo bẹo ẹp ấy. Nói tóm này là nhà sản xuất họ cũng phải biết tính toán làm sao là tăng độ bền cho thiết bị người ta mà không bị bảo hành là được các bạn ạ, trong thời gian mới bán mới ấy. Nhưng mà mình thấy thiết kế như này nó ok nhá, hầm gió vào ok đấy. Như vậy là nó sẽ không bị bịt quạt gió. Mà kể cả, ôi giời, không có bà điện rồi, chết công suất đấy. Kể cả bịt quạt gió thì nếu mà thiết kế ok ấy, thì cái phần cảm biến nhiệt nó tốt ấy, thì nó ngắt, nó bảo vệ được các bạn ạ. Nhưng đa số nó toàn nổ thôi, bởi vì trong vấn đề thiết kế nó như vậy này, sau đó là sản xuất ra này, linh kiện này không ra hồn này, dẫn tới là cái mạch cảm biến nhiệt bảo vệ không an toàn này, nên chết to to nhá. Nhưng mình đính cho mọi người nhá, cái thằng bếp Mifa ấy, là phần cảm biến nhiệt nó tốt cực kỳ nhá. Nó đấy, nó là như cái hãng không tên tuổi này chẳng hạn này, nhưng mà linh kiện nó cũng khá là chất, tốt, nó tốt hơn những cái hãng nổi tiếng này luôn. Hãng nổi tiếng này họ nuôi cả một hệ thống các thứ này, đôi khi có con trong này đấy chứ các bạn nhỉ. Nên đôi khi là họ chi phí rẻ lắm, linh kiện bo mạch mình cảm giác như là bo mạch họ sản xuất còn chất lượng linh kiện còn không tốt bằng những cái bo những cái hãng không có tên tuổi kia các bạn ạ. Mình đính chính không có tên tuổi ấy, nhưng mà
họ đang làm thương hiệu nhá, chứ không phải mấy cái loại bếp từ mà ra bán TikTok, Facebook, Philip các thứ nhá, là cái loại hàng lừa hàng giả nhá các bạn nhá. Mâm này thì chắc bây giờ chắc là mâm nhôm thôi, chả phải là mâm đồng đâu. Để mình xem có đúng không nhá, đoán hết rồi, như để xem thật sự nó như nào. Nhiều bạn xem kênh này chỉ thích mình xem là mâm đồng hay mâm nhôm mà bỏ mạch về tí này các bạn này, ép mà đấy hết cả lũ rồi. Tủ BM rất tốt ghê đây các bạn, và lắp zin bản là đang chỉ nghe chân C đây à, lắp ngược cái này nhưng chắc là thiết kế chả sao cả, nhưng tí nữa mình sẽ đảo lại để cho người ta nấu được nồi nhỏ, cũng không bị lỗ công suất các bạn ạ, không bị lỗ công suất và hiệu suất nó cũng cao lên, chứ nó không bị tản cái ra môi trường, cái từ trường ra môi trường, lãng phí từ trường, lãng phí điện các bạn ạ. Theo mình hiểu như thế thôi, còn các bạn hiểu như nào thì mình không biết. Nhưng chúng ta thấy này, dây nó có quần lờ chặn dã man luôn này. Quần lờ đấy là chống cái xung từ lưới điện đưa vào trong bếp từ, và chống cái xung mà trong bếp từ tạo ra đưa vào lưới điện nhá. Mình tính chính cho mọi người là lọc nhiễu là nó có hai chức năng như thế. Bởi vì ấy, là phần từ này nó chạy nó sinh ra những cái xung đỉnh cao lắm mọi người ạ. Ồ, không lôi nó ra luôn á. Có một bác đem nồi cơm điện tử, nồi cơm Nhật đến sửa, nhưng mà mình chưa có khả năng làm, ở quê mình đấy. Nhưng bác đến bác hỏi làm chưa. Một chiếc nồi Natiolite. Với cái lỗi là không bấm được phím, và nguyên nhân của nó chính là phím bấm đang bị hỏng. Nhưng mà để mà tháo được thay được cái phím đấy thì nó cả một vấn đề luôn. Bởi vì nhà sản xuất họ hàn chết các bạn ạ. Những cái nồi chỉ năm chín mấy đấy các bạn. Alo. Alo, chào anh Tuyên ạ. Vâng. Anh Tuyên ơi, tôi là ở Nam Định anh ạ. Nên cháu không nhận đâu, bác thử đem cho thợ gần nhà họ xem cho, nếu mà không phím, không bấm được có khả năng. Chỉ liên quan đến phần phím thôi, thợ nó cũng làm dễ mà bác. Cái hôm nọ thì một thợ nó làm rồi, nhưng về mới được mấy hôm thì lại nó lại đã làm gì cả. Thì đem ra bảo người ta kiểm tra lại cho. Thế ra bảo nói khéo với người ta là anh sửa tốt lắm, tôi về tôi dùng được với mấy buổi xong nó lại bị rồi, anh lại kiểm tra giúp tôi xem nó bị sao nữa. Bác ạ, nghe bác nhá. Muốn gửi cho anh tí được không? Cháu nhiều việc, cháu không có khả năng làm nên cháu không nhận, bác thông cảm, chứ cháu nhận được thì cháu còn cảm ơn các bác đem đồ đến cho sửa cho lấy tiền, chứ cháu sửa không đâu. Nhưng cháu nhiều việc lắm, cháu không có khả năng làm đâu bác ạ. Bác thông cảm cháu nhá. Vâng, cháu chào bác. Đấy, cho mọi người nghe những cái cuộc điện thoại một ngày mình được nghe nhiều như thế nào. Đa số là các bác xem kênh biết mình sửa bếp từ nên gửi. Nên hay nói vui mọi người, bây giờ phải có 10 thằng Kiên mới có khả năng sửa được hết đồ mọi người gửi. Và mình đính chính cho mọi người, những cái bác thế là mình nói chuyện rất nhã nhặn, bởi vì cái cách nói chuyện mình thấy họ là người chân chất. Còn nhiều ông thì như bố đời luôn nhá, mình đính chính cho mọi người. Nhiều ông thì như là bố đời, tức là tôi đăng ký kênh của anh tôi thế này, ý người ta nói là mình phải như thế, là mình phải cảm ơn người ta lắm, cảm ơn rất nhiều. Đấy, rồi sau đó là nói theo kiểu nó mình hay có câu nói theo kiểu bố đời, tức là ý là người ta đem việc cho mình rồi thế này thế kia. Nhiều người như thế lắm mọi người ạ. Xã hội nó có người tốt người xấu mà, có người tính này người tính kia mà. Nên mình có một cái thằng bạn trong cái nhóm nhà nổ như mình, gọi là cu Đàm Tội Nguyện Linh Bình. Cu này thì bố mẹ rất là già, mãi không có con, thế là cuối cùng lại đẻ được, đi uống thuốc tây thuốc nam thời cách lâu rồi. Nó sinh năm 84 nhá các bạn nhá, trong nhóm điện tử như mình của mình ấy. Thế là đi thuốc thang sau đó là rất là già rồi mới đẻ được nó, thế là đặt tên là Đàm Tội Nguyện luôn, họ Đàm và tên là Tội Nguyện. Nhưng mà bố thì mất rồi, bố lớn tuổi lắm, bố lớn rất là lớn tuổi. Mình đang kiểm tra cầu điếu có hỏng không. Nó học IT ra, tức là học về máy tính ra. Nhưng mà nó giờ sau đó là nó đi cũng sửa chữa này. Đấy, chết cầu điếu rồi. À không, không chết. Nó học IT, tức là ngành nghề của nó học ấy, cũng quen nhau từ trên diễn đàn điện tử Vietnam.net. Thế là nó về nó cũng mở cửa hàng sửa chữa, nhưng mà cách mình đang nói cho nó về cái cách giao tiếp với khách là nó toàn nói trống không là một này, và cái nữa ấy là
là nó cái cách giao tiếp với khách hàng chán lắm. Tức là cách nói nó cứ như là muốn khinh bỉ người ta, cái cách kiểu cái cách nói chuyện ấy. Nên khổ, nên do đó mà khách đến nó sau là chán chả đi, mà nó tính nó rất tốt do cái cách ăn nói thôi các bạn ạ. Thế là cuối cùng là sau đó nó đi vào điện máy xanh, nó đi nắp điều hòa, nắp thiết bị ở điện máy xanh. À con này chạy H20PR5 mới xịn này các bạn này. Đây mình thay con FGA, à con H20R1353 rồi nhá. Như vậy là cái bếp này cũng chạy con này cũng ổn đấy chứ. Nhưng mình đính chính cho mọi người rồi, con H20PR5 này nó không đắt bằng con H20R1353 luôn nhá. Chết mất rồi các bạn ạ. À, nó chạy L531 nên mình không rõ là L531 có chết không, nên mình cứ để nguyên đã để xem phát xung như nào. Nếu nó chết mình sẽ test cho chúng ta cái vấn đề này nhá. L531 thì mình cũng có sẵn mà. Driver nó nằm trong L531. Đây mạch này nó có con tụ 102 2kV này, nó nối xe này. Con tụ này mà dò điện thế cao là không nhận nổi đâu mọi người nhá. Nó suy hao cái xung cái cầu phân áp khi mà có xung thăm dò ấy. Thì đang nói về cái bạn Đàm Tỏi Nguyện kia. Thì bạn ấy lắp cổ chì đó. Thì sau đó là lấy vợ đẻ hai con đứa con gái các bạn ạ, vợ là giáo viên mầm non. Thế là sau đó là làm ở nhà thì chả có việc mà làm rất nhiều thứ, nhưng mà cách giao tiếp với khách kém quá nên là họ không có sự tin tưởng với này. Nó cái khả năng sửa nó cũng kém nữa các bạn ạ, nó không trau dồi. Thế là cuối cùng này khi sau đó là chả biết vay mượn hay là mua chiếc ô tô. Một chiếc ô tô là đi chạy taxi các bạn ạ. Ô cái như vậy con này này mình không có cái chân cắm như này, khổ này, rút nó ra mất rồi như này. Thôi để mình lấy chân đã. Chạy taxi thỉnh thoảng chạy cuốc này cuốc kia để có thu nhập, vừa sửa chữa làm hình như làm cho điện máy xanh thế nào, nhưng lâu lắm rồi không thấy nó vào cái nhóm nhà nổ nữa. Thỉnh thoảng này nó vừa rồi nó có gọi, nó có nhắn tin Facebook với mình, nó hỏi là nó có hai cái nồi cơm, hai thiết bị điện mỗi cái 1500W của đồ nội địa, thì mua cái đổi nguồn hay mua cái ổn áp 2 ký có được không. Mình bảo mua đến phải tầm 3 ký, 4 ký, phải 4 ký vào cho nó dư một tí, không phải mua đến cái 5 ký vào, phải biết nó mua chưa, nên mua tính dư ra một chút để tăng được cái độ bền chứ không phải mua sát tải quá. Nó nghĩ là 1500 này bây giờ là thành là 3.000 ấy, thì mua cái bộ đổi điện 3.000 luôn ấy. Mình bảo như thế không ổn đâu. Thế nào bây giờ vẫn viết đi làm cho điện máy xanh hay sao ấy, và vừa chạy taxi vừa chạy điện máy xanh, ở nhà cũng sửa chữa, nhưng nhận sửa chữa nhiều ban chả làm được thì toàn đem cho một ông già cũng ở Linh Bình. Nói tiếp nhá. Thế là bây giờ cứ dỗi để chạy taxi. Chả biết còn làm cho điện máy xanh không các bạn ạ. Sau đó là vừa sửa chữa ở nhà, nhưng sửa chữa nhiều cái ban bệnh không làm được thì gửi lên cho một ông bạn già cũng ở Linh Bình. Ông này thì quá trình độ quá cao các bạn ạ. Ông cũng trong nhóm cho mình, còn là nhóm nhà mình bọn mình quen nhau từ cái thời trên diễn đàn điện tử Vietnam.net ấy, nên quen nhau cứ giúp nhau trong vấn đề là hiểu biết về công việc. Nó đẩy qua con 47 ôm các bạn ạ. Thì đo thử với nó, với đo thử chân này với mát xem nó có chập không nhá. Như thế là không chập nhá. Nếu nó chập như này nó chết con diode, à con EC con ấy rồi. Bây giờ đo sang dương nữa nào. Đây là nguồn dương vào này. Cũng không chập đâu. Như khả năng nó vẫn còn sống. Và đo như này thì không chập. Đó, có con DZ ghim đây nhá mọi người nhá. 10K khóa tính nhá. 10K nắp là 1002, tức là 103 nhá. Và đây mình cũng lắp con H20PR5 nhé. Đây là lấy đèn pin cho mọi người nhìn. Đây là những con linh kiện mình mua giã máy rồi mà. Đó, H20PR5 nhé, đúng của nó luôn. Đây con zin bản của nó đây này. Đấy, y như thế nha mọi người nhé. Và cái con này thì mình đính chính cho mọi người. Cái con này thì có thể các bạn sẽ dính mua phải là con bị in ở tên. Thì chúng ta mà đo, nó đo con này này, con H20R1203 này, con H20R1353 này, còn H20PR5 này, đo tụ ký sinh của nó vẫn chỉ là 1,5 nano thôi nha.
1,4 1,5 này. Nó y như nhau các bạn ạ. Thôi lắp lại thôi để test thử cái vấn đề cái con này, chúng ta test thử cho chúng ta tham khảo xem nó thế nào nhá. Test qua bóng đèn ấy để xem là con này có chết không. Giả sử như các bạn đo thao tác như mình ấy mà thấy chập nhá. Từ 18V mà đo ra đây thấy chập về không này. Thì là con xe đấy đang chập thì cắm điện có thể sáng trắng bóng luôn. Nhá. Còn đâu nếu mà chập đo giữa cái con này về mát ấy thì đo chập ấy thì cắm điện thì con hàng năm nó sẽ không nhận nổi, bởi vì xung ra bao nhiêu giờ về mát hết, không tới chân GBT được các bạn ạ. Lấy hai cái gen bọc ở đây để lắp sang con mới thôi. Con mới này ngày xưa nó lắp ở cái model bếp từ hay cái gì ấy, là nó duỗi thẳng chân các bạn ạ. Nên chân nó không bị cắt thế nào cả. Thì anh sản xuất anh ấy bỏ được một cái công đoạn đó là cắt bớt chân linh kiện. Thật ra bây giờ nó cắt bằng máy hết đấy. Gạt gạt qua hết đấy. Cái đồ thừa này mình toàn vứt đổ rác hết các bạn ạ. Quê mình 6k một người hay sao ấy. 6k một người một tháng thu rác ấy. Nhà mình 4 người. Là 4624 là 24.000 này. Rác thành phố Hà Nội đi thu luôn. Không nhớ có đúng không? Toàn nộp 151. Mình lại có khách này. Tạm biến nhiệt đấy, cho nó lấy nhiệt tốt. Sửa cái gì chú ơi? Nồi cơm nó báo lỗi khóa nên mà bật nó điện nó rồi cúc cua. Vâng, và nó là được chỗ điện nhau. Em khóa nó không hơi khó mở nhé. Vâng. Nồi này phải đóng khóa bật nó mới chạy. Vâng. Cái này hỏng mất rồi các bạn ạ. Đẩy nhiều quá đấy các bạn. Nào phải tìm cách giữ nó lại được không? Phải mua cái khác. Mua cái xịn. Mình để nhiệt độ cao mà. Và đây han giờ săn hai cái cùng một lúc nên dẫn tới nó tuột ra. Một bác khách quê mình ngoài Cù Dốc có một cửa hàng bán đồ nội thất, giường tủ các thứ ấy. Đem một chiếc nồi cơm mà sửa, nồi cơm cúc cùi cúc chèng ấy các bạn ạ. Tám y cơ, cao kinh, đúng tám y thật. Cái này 0,33, ok. Con này mình sửa xong kiểu gì mình sẽ giảm công suất một chút để tăng được độ bền cho người ta, bởi vì mình thấy cái miếng nhôm nó quá bé các bạn ạ, bé dã man luôn đấy. Vừa đấy mọi người để ý mình hàn chân e con IGBT đấy, mình cố tình mình hàn cho thiếc nó vào nhiều, dẫn nhiệt từ chân e tới được cái chân con cảm biến nhiệt đen đen này này. Nhiều ông muốn cười lắm, xem lướt Facebook con đen đen đấy này, con điện trở cứ bảo là con điện trở này chỉ số bao nhiêu, nó bị cháy đen mất chỉ số rồi. Buồn cười lắm, người ta không nhận diện được. Nhiều người ta amateur ấy, người ta không nhận diện được là con linh kiện là con gì. Nhưng các bạn xem kênh này thì các bạn sẽ biết nhá. Nhiều người không biết đâu. Nó ghi RT, ký hiệu RT là chúng ta sẽ biết nó là con gì. Là con cảm biến nhiệt. Cảm biến nhiệt chẳng qua nó chỉ là con điện trở thôi. Nhưng mà cái chỉ số điện trở của nó là thay đổi theo nhiệt độ các bạn nhá. Chứ nó không phải là đo được nhiệt độ, mà là nó là con điện trở mà thay đổi được chỉ số theo môi trường, theo nhiệt độ. Sau đó đưa về MSU sẽ tính toán được là cái chỉ số nó như nào để là nhiệt độ là thích hợp lý các bạn ạ. Còn cái gì nó nhỉ, hết rồi. Có VR đây rồi. Để tí vặn, mình nghĩ là con này mới VR nó vẫn đẩy bước giữa này để xem dòng ăn như nào nhá. Sau đó là test thử. Ở đấy, quên nắp vào test thử cho chúng ta xem là L551 có chết không. Như mình đo như vậy là mình đang nghi ngờ là L551 không chết các bạn nhá.
toàn phần dán này, dần đổ đi đã. Mâm là dây đồng nha các bạn nhá. Quận L này cũng là dây đồng nhá. Mọi người ạ, à, như vậy là cái model này cũng sẽ là đắt hơn so với những model khác của thằng Kangaroo, à thằng San Hào đấy các bạn ạ. À. Dây đồng hết. Nên chúng ta sẽ thấy là cái sợi này rất là bé chứ không to. Đây thằng Medea nó dùng cái gì vì làm đồng mạ nhôm nên nó sẽ tiết diện nó to hơn rất là nhiều. Tóm lại là anh thiết kế anh sẽ tính toán được là dòng như nào là sao hợp lý đấy các bạn ạ. Quận L chặn mà. Cũng quan trọng phết đấy các bạn ạ. Nhiều cái bếp vớ vẩn này, bếp trên thị trường bếp đẻo ấy là nó đích còn có con đấy cơ. Chả đút vào đây nữa nhỉ, thôi để như này đi. Cho nó tách ra như thế đi, đỡ chạm vào nhau. Mình đảo lại cái chiều này còn này rồi nhá mọi người nhá. Là thay đổi lại thiết kế của anh sản xuất ấy. Là cái dương dương 300V là vào mâm từ là vào chính giữa. Sau đó mới đi sang hai bên. À đi sang sắn ra bên ngoài mới tới chân C. Mình thấy là nó như thế là chuẩn nhất. Đây có quận chặn đây này, ghê gớm chưa? Tụ bù cho biết con này tụ bù bao nhiêu nhỉ? Ô tụ bù to vãi. Tụ bù chắc 5 mi à? Hay mấy mi ấy? Dây dọa nó cứ lằng nhằng thế này, không đút vào được. Đấy, được rồi. Tụ bù như này phải lắp con bóng 200W thử. Như 100W này thì nó sáng trắng luôn đấy. Lâu lắm rồi không có phát nổ nào, đang nói này để xem có nghe được phát nổ không nhá các bạn nhá. Bóng đèn đây nhá. À, cho mọi người nhìn hết này. Đó. Đấy vừa sửa chữa này đôi khi phải cứ chỉnh sửa cho mọi người được nhìn được cái thông số những cái gì mình đang thử. Bây giờ cắm điện vào xe bóng sẽ sáng đấy. Bởi vì là nó con tụ bù to mà. Ôi 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 sáng trắng luôn này á. Sáng ngày này có sự cố rồi. Mọi người nhá. Mình vừa đo cầu nhốt có chết đâu nhỉ. Mình hay mình vừa nói chuyện mình đo nên nó không chuẩn nhỉ. Mọi người. Có vấn đề nhá mọi người nhá. Hay là con tụ này. Con tụ này cũng 8 mi à. Mình đang lắp chéo hai con này mình cắt thử đã nhưng mà 8 mi bóng nó sáng thế không? Để đo lại cái cầu diốt. Cứ vừa đo vừa nói chuyện là đo chả chuẩn nữa. Đây là chiều về này. Ok là chiều tiến này. Đấy, mình bảo rồi. Cầu diốt nó chết một con mà các bạn nhá. Mệt người chưa? Lại phải tháo ra rồi. Cầu diốt nó chết rồi các bạn nhá. Nó chết một con, không biết vừa nãy mình đo, mình nhớ là mình thấy có chiều, một chiều có vấn đề mà. Nhưng mình cứ nói thế là mình bảo không chết. Mình cứ nói chuyện với mọi người ấy. Mà có nhiều trường hợp nhá là khi chúng ta đo là nó đang sống đấy. Nhưng khi sông điện cái nó mới chập nhá. Bởi vì chúng ta sẽ hiểu rằng là khi chúng ta đo ấy, là nó chỉ cấp có 12 có 3V này mà khi đưa hẳn 220 vào thì nó mới chết các bạn ạ. Đây này, đúng luôn này. Chết cả con diode này nữa này. Mọi người thấy chưa? Đúng luôn, vừa nãy đo mình nhớ là cái chiều về từ âm về thì mới có con chập thôi. Còn đi có con nào chập đâu, bây giờ chập cả hai con rồi. Đây này, đo lại cho mọi người nhá. Chiều đi này. Ngược lại thì là từ K sang A thì không được phép thông gì cả. Một con đã thông nhá. Con này không thông này. Chiều về này. Ngược lại thì không được phép thông này. Đấy, có cái con thông mà. Các bạn thấy chưa? Chết hai con liền nhá. Khổ thân. Với lại anh 25A này đi. Bò xác này tiện như thế đấy, chỉ tháo nó hơi lâu rồi. Những cầu diốt này chúng ta mua trên thị trường nó nhiều mà. Mấy ca.
lâu ghê không đem máy mỏ hàn oeo găm ra sử dụng. Bởi vì con đấy là mình chỉ hàn tháo những mới hàn to mình mới cần nó chứ mỏ hàn thì mình quá nhiều rồi. Nên ngày xưa không có mà tháo cái hàn con rờ thăn của máy hàn này. Rồi là tháo cái nắp động lực này thì chết mệt luôn, phải dùng hai quýt mới tháo được các bạn ạ. Ôi giời. Bây giờ lựa vào đây trước đi. Lựa vào đây trước sau đó mới lựa được thì mới chuẩn. Lại phải mua keo lần nữa các bạn ạ. Keo vừa hút ra đấy. Hiện tại bây giờ đang là 10 giờ 12. 10 giờ 30 là mình đi đón học. Chắc là xong được con này. Một con ốc ở đâu? Không có thả vào đây đâu nhỉ? Đây. Tuy vặn bằng súng thật nhưng mà vẫn phải siết bằng tay, cảm giác được cái lực tay của mình là biết là nó chặt các bạn ạ. Nhiều ông anh trai mình ngày xưa, mình thời đấy là mình học cấp 3, ra Phúc Yên đạp xe đạp ra Phúc Yên mua dao, về dao sàng về thay sửa máy sắt gạo ấy, nhờ ông ấy lâng cái trục ra này nặng mình không nâng được, bảo ông ấy vặn mấy con ốc gen 10 ấy. Ông ấy hồi ấy ông đang học môn ngành ngồi sửa chữa động cơ ô tô xe máy. Ông ấy vặn được 3 con thì ông vặn cho trượt mất 2 con, 2 gen. Tức là tay ông ấy khỏe quá, ông vặn ông chả biết cân lực để cần nào để dừng. Thế cứ vặn thật chặt, tay khỏe, thanh niên thì khỏe mà. Trái sửa 2 gen cuối cùng mình phải làm ấy mãi mới xử lý được cái gen bị ấy đấy, bị trượt gen ấy. Nó có 3 con thì trượt mất 2, 3 con theo kiểu đấu theo cái hình tam giác ấy các bạn, nó thiết kế kiểu ý. Thôi để như thế để xem thử xem thế nào đã rồi tính tiếp, rồi lắp hoàn thiện sau. Nên nhiều khi mình vặn nhiều mình có cảm giác được là tầm như nào, lực như nào là dừng. Tất nhiên là đây là con ốc bé tẹo như thế, giả sử con ốc to hơn, con ốc to hơn thì mình lại phải tăng lực mạnh hơn các bạn nhé. Nó như vậy là mình có con xe còn của ông anh trong này còn đấy, nó chỉ sáng thế thôi, không kêu nữa đâu bởi vì không giao tiếp được con ở trên. Có con xe SYM, thời đấy mua con xe SYM đi thay dầu quán này, là thợ thay dầu xiết con ốc để con ốc để mở bỏ dầu ra ấy, xiết cháy cả xe hay là bây giờ vặn nó lót lại chả chặt, thế là cứ chảy dầu ở cái đấy. Nên mình cứ thay dầu cho xe máy là mình cứ cảm giác thế là mình xiết làm sao đủ lực tầm là mình thôi. Đây, cắm điện này thì cái sáng này là cái sáng của cái của con tủ 8i đấy các bạn ạ. Đây, bật on nhá. Đấy, 2002 cơ. Đấy, phát xung đấy, như vậy là ok nhá. Bây giờ cắm trực tiếp xem nổ bùm không, vừa nói và xem lâu lắm rồi không có nghe tiếng nổ mà. Nó hiển thị thật 2002 luôn các bạn ạ. Giảm đi, không cho lên 2 và 2002 vội. 7A này. Đấy rồi, cao kinh, mình sẽ giảm xuống còn tầm 8,5A thôi các bạn nhá. Nó hát dùng con hát con này con bao nhiêu nhỉ? H20 chứ H40 đâu các bạn. H20 đâu mà 20 này thì khai thác, nhưng mà thằng Meria nó khai thác chỉ có 8
chỉ có 8,4A, 8,5A thôi, nhưng con này nó lên như thế bởi vì chắc là nó có tụ bù nữa các bạn ạ, nên nó dòng ăn cao. Như vậy là L531 không chết nhá. Và bây giờ mình sẽ tác động vào con VR này để giảm dòng. Đây vặn sang bên này đi, chả biết là vặn bên nào là giảm đâu, nên đo lộ trở. Ở giữa thì nó sẽ là tầm khoảng 200, hơn 200k, 200 ohm. Bây giờ giảm như này xem thấp hơn chưa. Như vậy là tăng lên rồi nhá, tăng lên 400 mấy rồi kìa. Đây, bây giờ chết đâu, giảm đi này. Đó, như vậy chiều này đi, cho về 150 đi, xem nó có giảm thấp hơn không. Đó, khả năng VR không dính. Vừa nãy ở giữa như thế mà lại cao như thế cơ mà. Bây giờ mọi người không cần nhìn cái này nhá, nhìn cái đồng hồ thôi nhá. Bây giờ thì cắm trực tiếp luôn, bởi vì là nó đã phát xung như thế là ok mà, không lỗi mà. Mới lại mình đo kiểm thì mình đoán được như thế các bạn ạ. Ô, lại chả bấm được nữa. À đây, on ở đây chứ nhỉ. 6A nhá. 6A ở 1600 nhá. 1900 này. 2002 này. Đấy, để như này cho nó đẹp. 8,3, 8,4A nhá. Tăng được độ bền cho người ta. Tắt này. Bật này. Đây, bây giờ lấy cái này đi cho mọi người nhìn được cái màn hình nhá. Tắt này. On này. On thì quạt dừng không chạy. Nhưng khi tắt này này là trong trình hình phần mềm này. À thằng kia nó tắt, người sử dụng tắt rồi. À, con MSU được người lập trình là chạy trong khoảng bao nhiêu phút sẽ tự ngắt, tự tắt các bạn nhá. Nó thiết kế như vậy. Không thay đổi đâu. Phần mềm nó làm như thế. Bật phát 2002 luôn. Đây để 8,3 này, nó sẽ bền hơn của nó nhá mọi người nhá. Tương đương với 1800, đây là đang ở 220 đấy. Nếu mà lên 206 ấy, tức là hơn 200V tí ấy. Nếu mà 220, 203 thì có thể lên 1800, 2000 nhá mọi người nhá. Ok. IG linh kiện tốt, tất cả mọi thứ tốt thì chắc là con này nó cũng chả cần test kỹ làm gì cả. Như vậy là trong buổi sáng nay, bây giờ là 10 giờ 18 này, bắt đầu đi rửa tay để đi đón học. Là mình đã sửa được, để mình đếm xem bao nhiêu con nhỉ. 1 2 3 4 5 con biết từ đơn. Có những con bệnh dễ và có con bệnh khó các bạn nhá. Thực ra không phải là khó mà là mất thời gian nhiều. Và con những con nặng, tất nhiên là tất cả những cái con này không phải là con nào mình cũng lấy tiền bằng nhau nhá. Có con thì thấp, có con thì cao nhá. Còn video thì kết thúc nhá. Hy vọng những cái video mình làm thực tế này, mình quay lưu lại là sẽ giúp mọi người có cái trải nghiệm sửa chữa, giúp các bạn, nếu mà các bạn làm nghề thì có thể phục vụ được các bạn sửa chữa hiệu quả nhá. Trước khi kết thúc video thì chúc mọi người sẽ làm thành công. Chào tất cả các bạn.